Con kính chào cha, con kính chào cộng đồng, và con xin chào Chúa. Con là Vũ Thị Hòa, nay ở nơi 68 tuổi ở đất Thanh Hóa. Con về đây, con được ơn Chúa ban ơn cho con hai ơn lớn. Thứ nhất là con bị thần kinh tọa, thứ hai là con bị đau cột sống, gãy đôi cột sống và bị què xuống hai chân không đi được. Thứ ba là con bị trầm cảm, bị máu ở trên đầu lan ra hai bán cầu không đi được. Thứ ba là con bị bệnh tim, mà con đi khắp cả nơi từ trong Nam vào Bắc đi chữa 22 năm nay vẫn không được. Sau khi con nghe tin về Chúa và lòng tin thơ của Chúa, con về đây thì để con chữa. Đến nay thì con cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn và cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con, chỉ còn hơi một. Hallelujah. Ai giới thiệu cho bà đến đây? Dạ, thưa cha, con còn một ơn nữa là hiện nay con có một đứa con trai 43 tuổi, con cũng đưa vào đây tháng 8 vừa rồi, cha chữa cho khỏi hoàn toàn và bị bệnh thần kinh, rượu chè quậy phá, vợ bỏ đi ở một mình, đi chữa các bệnh tâm thần cũng không được, ở mô cũng không được, thì con đưa vào đây, cha đã chữa lành. Đến ngày 16 vừa đây là con đưa vào đây để đi lên làm chứng cho Chúa. Nhưng vào mấy ngày không được thì con lại trở về. Trở về thì lại gặp ma quỷ, tức là xua đuổi cho bị hai ngày. Hiện nay con lên đây con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và công đoàn. Rồi bà ở giáo xứ nào? Con ở đây bên Phật. Và giáo xứ bên Phật. Về có giáo xứ mới nha, giáo xứ bên Phật nha. Rồi, nhờ đâu mà bà là người đọc Phật mà bà biết đến lòng thương xót của Chúa, bà đến đây. Lạy cha, con nghe bà suy ra bảo con là chị Thảo vào đây đưa cả cháu vào. Thế là con chưa tin, con không vào. Mãi có một dịp là bà đã bị bố chết, bà về là đem con đi là con chữa là con thấy khỏi. Nhưng con cũng xin cha, xin cộng đoàn và xin Chúa để cầu nguyện chữa cho gia đình con. Tôi gửi tặng cho bà cái máy 370 dặn lòng Chúa thương xót nha. Bà có máy này chưa? Dạ, con chưa. Chưa. Bà lấy không? Vâng ạ. Lấy mấy cái? Thôi con xin cha, con vào đây có 7 người. Nếu mà cha cho thì cha cho con một chiếc nữa để cho con cho người ung thư ở đây đi với con mà chữa khỏi được 70% rồi. Rồi, đây tặng cho một người ung thư đã được chữa khỏi 70% đi với bà. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Bây giờ con giáo xứ đạo Phật.